기다리고 있었어요. 네. 자 이제 준비되는 대로 우리 멤버 전부 다 오늘 점심부터 와서 기다렸습니다. 우리 네. 많은 교민 그리고 또 베트남 국민분들께 인사 부탁드리겠습니다. 네, 인사드렸습니다. 오랜만에 뵙겠습니다. 하나 둘 셋. 안녕하세요, 유키스입니다. Hello Vietnam. Hello Vietnam. Hi. 많은 분들이 와서 유키스를 기다렸는데 이제부터 유키스와 함께하는 질문의 시간도 갖도록 하겠습니다. 제가 질문을 드리면 우리 통역분이 베트남어로 하면 그때 대답을 해 주시기 바라겠습니다. 네. 먼저 베트남에 와본 소감이 어떤지 한 명씩 자기소개와 함께 소감 들어볼게요. Vâng, xin mời Yukis sẽ có thể là tự giới thiệu về nhóm nhạc của mình và phát biểu cảm nghĩ khi mà nhóm nhạc đến với Việt Nam ạ. 자, 사기 인사하고 베트남에 와본 소감. 네, 안녕하세요. 유키스 주인이라고 합니다. 반갑습니다. 네. 베트남 쌀국수가 너무 맛있어서 너무 행복했습니다. 감사합니다. Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi tên là Su Hyun và vì món phở của Việt Nam quá ngon cho nên là Yukis đã đến với Việt Nam để biểu diễn cho quý vị và các bạn và thưởng thức món phở ạ. 자, 인사와 함께 베트남에 와본 소감 한 말씀. 네, 저희 베트남 키스미 여러분 너무 아름다워요. 안녕하세요, 유키스 일라입니다. Vâng, xin chào quý vị và các bạn.
vì Việt Nam quá xinh đẹp nên là chúng tôi đã đến với Việt Nam ạ. 네, 안녕하세요. 유키스의 리더 수현이라고 하겠습니다. 일단 베트남 뭐 일라이가 말씀드린 것처럼 팬 여러분들 그 전에 왔을 때보다 더 많이 이뻐지시고 더 아름다워진 것 같아서 마음이 너무 떨립니다. 네. Vâng, xin chào quý vị và bạn. Chúng tôi là nhóm nhạc Yuki, chúng tôi đến với Việt Nam để vì Việt Nam quá xinh đẹp và vì các fan của Việt Nam đang chờ đợi chúng tôi ở đây ạ. 이어서 네. 소감과 인사. Hi everyone, I'm Kevin from UKIS. 신 인사 다 가가 fan của UKIS. 네, 다 말씀하신 것 같은데 저희 겐시는 Kiss Me 팬 여러분들이 너무 예뻐요. Vâng, cũng như là những thành viên khác của nhóm nhạc chúng tôi đã phát biểu thì thực sự là Việt Nam quá xinh đẹp và các fan của Việt Nam quá nhiệt tình ạ. Đấy là lý do mà chúng tôi đến với Việt Nam ạ. 자, 이어서 자기소개와 함께 베트남에 온 소감. 네, Hello everyone, I'm Hun from UKIS. 네, 일단 저희가 한국에 왔을 때부터 우리 베트남 팬 여러분들이 너무 따뜻하게 대해주셔서 정말 너무 큰 행복을 받아가지고 가는 것 같습니다. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được đến Việt Nam và biểu diễn cho các fan Việt Nam ạ. Thank you. Xin cảm ơn ạ. Hi everyone, I'm Kisa from UKIS. 네, 일단 베트남에 오랜만에 왔는데 저희 키스미 여러분들이 많이 기다려주셔서 너무 감사드리고요. 이대로 저희가 콘서트를 너무 하고 싶네요. 네. 그 정도로 네, 팬 여러분들이 너무 반겨주셔서 너무 감사드립니다. 앞으로 네, 콘서트가 될 수 있도록 저희 유키스가 열심히 하겠습니다. Vâng, xin cảm ơn tấm lòng của tất cả các fan Việt Nam đã chờ đợi UKIS đến với Việt Nam ạ. Và chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa đến với Việt Nam và biểu diễn cho các fan Việt Nam của chúng tôi ạ. Thank you. 자, 이렇게 UKIS가 베트남에 요번이 네 번째, 다섯 번째 방문인가요? 네, 그 정도 된 것 같습니다. 네, 올 때마다 베트남 팬들의 어떤 좋은 점과 베트남 팬분들의 특징이 있다면 어떤 점이 그렇게 마음에 다가오는지 누가 대표로 한 말씀 해주실까요? 네, 베트남 팬들이 참 좋은 곳. 먼저 네. 질문 들어갈게요. 통역 먼저 부탁드립니다. 네. 네. Khi mà đến với Việt Nam thì đây là lần thứ tư hoặc là lần thứ năm gì đấy Yukit đã đến với Việt Nam và biểu diễn cho khán giả của Việt Nam. Và không biết là Yukit có cảm nghĩ như thế nào về các fan Việt Nam của mình ạ? 일단 웃는 모습이 너무 예쁘고요. 눈이 너무 예뻐요. 일단 웃는 거하고 눈이 너무 예쁘다고? Vâng, thực sự thì các fan Việt Nam của tôi cảm thấy là các fan có ánh mắt và nụ cười rất đẹp ạ. 그리고 제가 올해 나이가 28살이거든요. 결혼해도 무방한 나이지만 우리 베트남 팬 여러분들 중에 한 분을 결혼할 수 있을 것 같습니다. 너무 아름다우셔서 자기 나이가 28살인데 정말 베트남 여성이 아름다워서 결혼하고 싶다고. Vâng, thực sự là năm nay tôi là 26 tuổi và tôi rất muốn là có thể được tìm hiểu và cưới một fan Việt Nam của tôi ạ, bởi vì là fan Việt Nam quá xinh đẹp ạ. 아, 그리고 제 곧 이제 생일인데요. 공항에 도착했을 때부터 여기 팬 여러분들이 큰 이렇게 포스터도 준비해 주시고 케이크도 준비해 주셔서 너무 따뜻한 마음으로 예, 반겨 주신 것 같아요. Vâng, và đây cũng là đúng dịp sinh nhật của tôi ạ. Và thực sự khi mà đến Việt Nam, đến sân bay thì các fan đã ra chào đón tôi bằng những poster, bằng những biển hiệu thật là lớn và tôi cảm thấy thực sự là ấm áp với tình cảm của các fan ạ. Thank you. Cảm ơn tất cả các bạn ạ. 자, 한국하고 베트남은 그렇게 먼 거리가 아니라 4시간에서 5시간 사이면은 금방 도착을 할 수 있습니다. 앞으로 베트남에서 유키스의 활동 계획은 또 베트남 팬분들을 위한 활동 계획은 어떤지 말씀을 물어보고 싶습니다. Vâng, thực sự là đây cũng không phải là lần đầu tiên mà Yukis đến với Việt Nam thì không biết là kế hoạch tiếp theo kế hoạch biểu diễn tiếp theo của Yukis tại Việt Nam như thế nào ạ? 항상 저희가 베트남 올 때마다 느끼는 거지만 너무 열정적이고 사랑스러우셔서 다음에 올 때는 저희들이 우리 팬 여러분들만 모아서 저희들만의 콘서트를 또 할 수 있도록
열심히 준비해 보도록 하겠습니다. Vâng, có lẽ là một số fan của chúng ta đã hiểu những gì mà thành viên vừa rồi phát biểu đúng không ạ? Mỗi lần đến với Việt Nam thì anh cảm thấy được sự nhiệt tình và tấm lòng của tất cả các fan ạ. Kế hoạch tiếp theo của UKID khi đến Việt Nam đấy chính là tổ chức một concert của riêng UKID ạ, dành cho các fan Việt Nam của mình ạ. 자 그러면은 이제 마지막으로 이어지는 곡 소개와 마지막 인사 부탁드리겠습니다. 네, 저희 다음 곡은요 스탑걸이라는 노래인데요. 다음 곡과 마지막 곡까지 다 같이 즐겨줬으면 좋겠습니다. Vâng, và tiếp theo UKID sẽ mang đến cho chúng ta hai ca khúc nữa. Và xin kính mời tất cả quý vị và các bạn cùng thưởng thức hai ca khúc này ạ. 자, 여러분 다 같이 즐길 준비가 됐나요? Tất cả các bạn đã sẵn sàng chưa? 자, 끝까지 유키스와 함께 하실 거죠? Tất cả các bạn sẽ ở lại cùng UKID đến những phút cuối cùng đúng không ạ? 자, 여러분들이 다시 한번 유키스를 크게 외쳐 주시면 마지막까지 오늘 밤 새도록 즐거운 시간 함께 하겠습니다. Vâng, và sau đây sẽ là hai ca khúc tiếp theo của UKID. 자, 준비됐죠? Are you ready? 갑시다. You kiss.
All right. Our next song is Manmanhani. Let's go. You kiss and brave sun. Hanoi, are you ready? Let's go. Thank you, everyone. Thank you. 네, 감사합니다. 지금까지 유키스였습니다. 감사합니다.